quê Thanh Bình. Có ngỗng kêu chim hót. Cảnh nhà quê Thanh Bình nữa mọi người thấy không? Ngỗng kêu chim hót. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Hoa phượng hoa gì bây giờ nó hết luôn. Đó, nghe quê còn có mấy cái. Bởi vì hoa nó nở là phải tranh thủ. Nhà quê chỉ có vậy thôi.